Chào mừng các bạn đến với cửa hàng mypet.tk. Mình bán thức ăn, phụ kiện thú cưng và thuốc thú y. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một loại thuốc đặc trị viêm phổi. Tụ huyết trùng. Nó có tên là Flosande. Thì ở đây nó có viết cái hàng chữ màu đỏ nè, đặc trị hô hấp phổ rộng. Trị thương hàn, tụ huyết trùng, CRD. Thì thuốc này nó rất hiệu quả các bạn. Khách hàng của mình nói nhiều khi thấy con gà, con vịt nó bệnh, nó nằm một chỗ mặt mày tím tái hết rồi, nhưng mà lấy cái thuốc này về cho uống là nó hết luôn các bạn. Sáng uống là chiều hết luôn. Thuốc này rất hiệu quả cho nên bên mình bán rất là nhiều. Ok, để mình xem coi tác dụng của thuốc này gồm có gì. Này là trị nè, khẹt vịt nè, bại chân nè, sụi cánh nè, khò khè nè, chướng diều nè, viêm ruột, tiêu chảy phân trắng, phân vàng, phân có nhớt, phân có máu. Một cách sử dụng là 1ml trên 10 cho tới 20kg thể trọng, hoặc là 1ml trên 1-2 lít nước uống, hoặc 1ml trên 500g cho tới 1000g thức ăn. Sử dụng liên tục 3 ngày cho đến 5 ngày. Cái này thì nó hướng dẫn như vậy, các bạn xài theo nó thì cũng được, nhưng mà đối với mình thì cái cách xài của mình thì nó nhanh gọn lẹ hơn. Chẳng hạn như cái con vật mà nó khoảng 2kg, 2,5kg trở lên thì các bạn cho nó uống mỗi ngày 5 giọt, uống liên tục 3-4 ngày. Còn đối với những con vật nhỏ hơn 2kg thì tùy theo trọng lượng mà chúng ta chỉ uống 3 giọt hoặc 4 giọt một ngày, uống liên tục 3-4 ngày đó, cái đó cho nó nhanh. Tại vì cái chai này nó có cái nắp dặn, mình dặn ra rồi mình nhỏ trực tiếp vô miệng luôn, nó dễ hơn. Còn nhiều khi mình pha vô nước uống nó uống không được nhiều là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nhiều khi con vật nó bệnh rồi là nó bỏ ăn bỏ uống rồi các bạn. Mới chỉ nhỏ trực tiếp vô luôn, thuốc nó thấm vô thì nó sẽ nhanh hơn. Lưu ý nè, ngưng sử dụng 15 ngày trước khi giết mổ. Thì thuốc này cũng vậy thôi, nó sẽ có thời gian phân hủy, thời gian loại thải ra ngoài. Thì thuốc này thì chẳng hạn như mình mới vừa cho uống 1-2 ngày mà lỡ con vật nó có chết vì bệnh nặng quá thì mình đừng có nên ăn liền. Tại vì nó thuốc vẫn còn dính ở trong cơ thể của nó. Thì chẳng hạn như còn sau khi mình cho uống 15-20 ngày mình ăn bình thường, cái đó là mình kỹ. Chứ còn như khi mình đi ra ngoài, mình ăn cơm ở ngoài thì mình không biết là con vật đó nó có sử dụng thuốc 15-20 ngày trước hay không, mà cái đó mình không biết đâu. Ok, mình coi cái thành phần của nó thì gồm có gì. Thành phần của nó gồm có chlorpheniconazole và doxycycline. Cả hai loại kháng sinh này đều tập trung vào điều trị các bệnh về phổi các bạn. Công dụng nè: trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gia súc, gia cầm. Liều dùng và cách sử dụng nè: gia súc nè, trị viêm phổi, viêm màng phổi, viêm phổi dính sườn, sưng phù đầu, ho, chảy nước mũi, thở khó, viêm ruột, tiêu chảy phần trắng, phần vàng, phần có nhớt, phần có máu, viêm vú, viêm tử cung. 1ml trên 10 cho đến 20kg thể trọng. Gia súc là chúng ta sử dụng cho heo, bò. Thì mặc dù là kháng sinh này là nó điều trị ở phổi là hay là nhiều, nhưng mà thuốc thì các bạn biết thì nó có thuốc một phổ rộng là nó có thể trị được hầu hết tất cả các bệnh. Tuy nhiên thì mình thấy nó trị cái bệnh nào hay mau hết thì mình nghĩ nó là đặc trị bệnh đó thôi. Chứ thật ra thuốc thì nó có tác dụng là nó trị hầu hết các bệnh, nhưng mà một số bệnh nó trị nhanh, một số bệnh thì nó trị chậm, một số bệnh thì nó nặng quá nó không có trị được. Bởi vì nhiều khi mặc dù là cái chẳng hạn như kháng sinh này, nếu như là mình sử dụng thì mình sẽ sử dụng cho đường phổi nhiều hơn. Nếu mà con vật nó bị các bệnh về phổi là mình sẽ ưu tiên sử dụng hai loại kháng sinh này. Tuy nhiên ngoài cái chuyện mà trị các bệnh đường phổi thì cũng có tác dụng trị các bệnh về đường tiêu hóa, giống như là tiêu chảy, phân trắng, phân xanh, phân vàng, phân đen, nó cũng trị được chứ không phải là không. Ở gia cầm thì nó đều trị bệnh tụ huyết trùng, coryza, ORT, CRD, thương hàn, CCRD, bạch lỵ, hen gà. Ok,
trị được hầu hết các bệnh, tại vì nó là kháng sinh phổ rộng các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thích video của mình thì hãy bấm like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Cảm ơn các bạn.